Bác vì cháu à? Vì cháu nên nhà cháu nó mới nghèo. Vợ con cháu nheo nhóc. Người mang tiếng ở cái làng này là thằng Chí Phèo. Trong khi ông bác ruột thì giữ khư khư ví tôi. Hay là ông định nuốt nốt mảnh đất của tôi giống như nuốt cái quỹ của họ? Cái tăng! Chị không được bảo lịch lọc máu đâu, nguy hiểm lắm đấy. Đấy, mình nghe bác sĩ nói chưa? Không được bỏ lọc máu, bỏ lọc máu là chết đấy. Cũng may cậu đưa anh Mần đến, ít nhất nhìn thấy chồng, chị ấy cũng ổn định tinh thần hơn. Lát nữa về công an huyện, anh Mần sẽ bị tạm giữ. Giờ anh Mần phải đi rồi. Cô làm việc của mình đi. Xin lỗi, không giải quyết vấn đề gì hết. Cậu đưa hồ sơ đây. Cậu quay về xã. Tôi sẽ phụ trách việc này từ đây. Nhưng đây là nhiệm vụ anh giao cho em. Và cậu đã không hoàn thành. Về viết bản tường trình, cậu bị đình chỉ công tác cho đến khi sự việc được giải quyết xong. Xã Tân Xuân này, trước đây nhà nọ sang nhà kia, tình làng nghĩa xóm ấm áp, cởi mở lắm. Ấy vậy mà, từ ngày bán được đất, thì so đo tị nạnh, hơn thua nhau từng tí một, tình cảm mất hết cả. Cả đứng ra! Những đơn thư này đã được xác minh, việc tố cáo là không đúng, chúng ta phải giải quyết dứt điểm. Em hiểu rồi ạ, em sẽ về Tân Xuân. Bây giờ công an chính quy người ta về xã làm việc rồi, không ào uông như ngày xưa đâu. Các chú từ nơi khác đến không thể áp đặt luật và lệ làm. Căn bản chẳng có ai muốn gặp mấy anh công an đâu, hãi lắm. Mấy chị mày vi phạm á, hơi bị khó đấy. Gặp mấy con rồi, trời chết lòn đấy. Quan trọng nhất là phải gần dân có được cái tình xử lý mọi công việc nó mới dễ.